bạn đang lắng nghe dự án KDO Books Cặp đôi cầm thú được thực hiện bởi KDO Team trực thuộc diễn đàn guysvn.com và trên fanpage KDO Cocktail Cảm Xúc. Các bạn thính giả yêu quý, ký ức bị chôn vùi trong quá khứ đã đến lúc được tìm lại. Năm tháng mà cả Giang Thánh Trác và Kiều Lạc Hy để trôi qua mà không tìm thấy nhau, liệu sẽ còn kéo dài nữa hay không? Câu nói người anh yêu vẫn luôn là em, không phải là cô ta, là tự sâu trong trái tim của Giang Thánh Trác anh, là thật hay giả? Chỉ một câu nói ngắn ngủi thôi, nhưng Lạc Hy đã chờ đợi nó từ anh trong suốt những tháng năm thanh xuân của mình, còn anh lại lặng lẽ chôn vùi nó. Thời gian có thể làm cho tình yêu đơm bông kết trái, nhưng thời gian cũng làm cho tình yêu nhạt phai theo năm tháng. Tháng năm trôi qua lặng lẽ đến vô tình, câu nói đó của mình, Thánh Trác biết nó có thể chấm dứt tất cả cho mối quan hệ hững hờ với cô gái ấy mà anh đã cố gắng bảo vệ bao lâu nay. Dù là như vậy, anh vẫn phải nói ra chỉ để nghe một lời hồi đáp của cô từ quá khứ cho đến hiện tại. Nào nào, còn chờ gì nữa chứ nhỉ? Nhà vô chương mới thôi, ai cũng sốt ruột quá rồi. Chương 32. Những năm tháng ấy. Giang Thánh Trác nhìn cô càng lúc càng khóc một cách đau đớn, nhưng vẫn cứng miệng. Đôi mắt chất đầy những giọt nước mắt lấp lánh, cứ thế lăn xuống gò má, rồi rơi tí tách. Mũi cô đỏ ửng lên, anh chỉ cảm thấy luống cuống không biết làm sao. Trong lòng vừa tức vừa xót xa. Thứ tình cảm phức tạp trong giây lát xông lên tận đại não. Cuối cùng anh đã mất đi lý trí, buột miệng nói ra câu đó. Anh dùng hết sức gào lên. Người anh yêu vẫn luôn là em, không phải là cô ta. Sau khi anh hét xong, cả thế giới bỗng trở nên tĩnh lặng. Kiều Lạc Hy cũng không khóc nữa, mở to đôi mắt đẫm nước mắt, ngơ ngẩn nhìn anh, dường như rất kinh ngạc. Vốn dĩ cô định nói anh là đồ thần kinh, nhưng thử mở lời mấy lần mà một chữ cũng không thốt lên được. Giang Thánh Trác ủ rũ gượng cười. Tiêu đời rồi, anh biết ngay là sẽ có kết cục này. Lần này thì xong thật rồi. Lời không được phép nói nhất giữa hai người họ cuối cùng cũng nói ra rồi. Kiều Lạc Hy vẫn ngẩn người nhìn anh. Chiếc đèn thạch anh trên trần nhà phát ra ánh sáng chói lóa, chiếu rọi vào gương mặt nhợt nhạt không còn hột máu nào của anh, càng khiến cả người toát lên vẻ bất lực. Kiều Lạc Hy dường như có thể nhìn ra vẻ mặt sầu não và nhẹ nhõm của anh. Giang Thánh Trác nhìn cô với vẻ mặt đã không còn quan tâm hậu quả nữa. Đôi mắt đen thẫm như mực cứ nhìn cô chằm chằm, như muốn nuốt cả cô vào đó. Bỗng nhiên cô không dám nhìn anh. Cô thật sự bị thông tin này khiến cho kinh hoàng. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Giang Thánh Trác bây giờ lạnh như tro lạnh. Nhìn biểu cảm của Kiều Lạc Hy, anh không còn mặt mũi nào nhìn cô nữa. Xem ra sau này họ chỉ có thể làm người qua đường xa lạ mà thôi. Anh hít một hơi sâu, kéo tay cô đi lên phía trước, đi đến tận góc của hành lang, đẩy một cánh cửa nhỏ ra, vừa hay đối diện với vườn hoa phía sau nhà hàng. Anh kéo cô ngồi xuống bậc thềm. Phía dưới bậc thềm là một con đường nhỏ được xếp bằng đá cuội, khúc khỉu, ngoằn ngoèo. Thời tiết lạnh và khô hanh, không có một cơn gió nào. Ánh trăng sáng vằng vặc, bầu trời sao lấp lánh. Giang Thánh Trác ngẩng đầu nhìn bầu trời sao bên trên, hít sâu, hơi lạnh tràn vào xương cốt. Đầu óc trong giây lát tỉnh táo lại nhiều, xua đi sự nóng nảy và kích động khi nãy. Nhưng những tình cảm phức tạp tích tụ bao năm nay, sao có thể đè nén được? Anh chỉ mặc chiếc áo sơ mi mỏng manh, nhưng lại lo Kiều Lạc Hy bị lạnh, có hơi hối hận, ban nãy vội vàng đuổi theo, không lấy theo áo khoác. Anh nhìn Kiều Lạc Hy ngồi ở một chỗ không xa, cũng không gần anh, trốn trong bóng tối, vùi đầu vào chiếc khăn xoàng cổ to sụ, co rụt người lại. Có lạnh không? Kiều Lạc Hy lắc lắc đầu, hơi ấm từ nhà hàng đằng sau từng đợt thổi đến. Cô hoàn toàn không lạnh, hơn nữa giờ cô cũng chẳng còn tâm trí để ý đến những chuyện đó. Giang Thành Trác muốn giơ tay ra xoa xoa tay cô xem có lạnh hay không, nhưng đưa ra được một nửa lại cứng rắn thu tay về. Anh không biết cô có né tránh hay không. Sự cự tuyệt không lời đó, anh không biết phải đối mặt ra sao. Trầm mặc một lúc, giọng nói mát lạnh vang lên. Em còn nhớ không?
Có một năm vào đêm Giáng sinh chúng ta cũng ngồi như thế này. Kiều Lạc Hy bỗng nhiên lại muốn khóc. Sao cô có thể không nhớ được? Giang Thành Trác thấy cô không nói gì, liền nói tiếp. Nếu đã nói ra rồi, thì dứt khoát, nói hết luôn đi. Nếu không, anh sợ sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Anh đã yêu thầm em nhiều năm rồi. Câu cuối cùng thốt ra từ miệng anh với tốc độ nhanh chóng, nghe rất kỳ cục. Yêu thầm? Từ này sao có thể thốt ra từ miệng Giang Thanh Trác được cơ chứ? Kiều Lạc Hy nhìn anh không dám tin. Anh dường như cảm thấy có chút ngượng ngùng. Anh đang nói gì vậy? Đây đáng ra phải là câu nói của cô mà. Nếu không phải gương mặt anh quá nghiêm túc, cô còn tưởng anh đang trêu đùa cô thật. Giang Thanh Trác ngẩng đầu nhìn ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, cười nhạt, giọng nói nhẹ nhàng, chậm chậm. Anh không nói linh tinh, chính vì anh sợ em sẽ như vậy mới luôn không dám nói ra. Giờ nói ra rồi cũng tốt, như vậy cũng thoải mái hơn, có một cảm giác được giải thoát khỏi án tử hình. Kiều Lạc Hy vẫn lặng yên nhìn anh, sao gương mặt anh lại có sự cô đơn và đau khổ. Anh cũng không biết là bắt đầu từ khi nào, anh đã thích em rồi. Bức thư tình năm đó thực sự là viết cho em. Anh tưởng rằng em cũng thích anh. Bức thư đó anh đã viết mấy ngày trời. Anh biết em vẫn luôn thích chữ của Diệp Tử Nam, thế nên đã đặc biệt nhờ cậu ấy chép lại một bản. Vì chuyện này cậu ta đã cười anh bao nhiêu năm nay, nhưng em lại gửi trả lại. Đến lúc đó anh mới biết, thì ra bao lâu nay chỉ có tự anh đa tình. Sau này anh sợ em tức giận, trốn tránh anh, nên anh mới nói bừa. Anh nói anh chỉ trêu chọc em thôi. Thật ra câu này mới là câu nói dối. Anh đã nói bao nhiêu lời thật lòng, em đều không tin, vậy mà lại tin vào lời nói dối này. Giang Thanh Trác vẫn ngẩng đầu chậm chạp nói, không có logic gì cả, dường như nhớ ra chuyện gì thì nói chuyện đó. Lúc này anh yên lặng, trầm tĩnh, là một con người mà Kiều Lạc Hy không thân thuộc. Anh biết, em vẫn luôn chỉ coi anh là anh trai. Bao nhiêu năm nay, anh cũng đã từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Có những lúc đột nhiên tỉnh dậy giữa đêm, sau đó không tài nào chợp mắt được nữa. Mỗi lần anh đều hạ quyết tâm, thuyết phục bản thân. Cứ vậy đi, coi em là em gái luôn đi, hà tất phải tự giày vào bản thân mình như vậy. Nhưng đến hôm sau, khi gặp lại em thì mọi thứ đều sụp đổ. Những quyết định lúc trước hoàn toàn không thể làm được. Còn gì nữa? Đúng rồi, còn về Mạnh Lai, anh chưa bao giờ thích Mạnh Lai cả. Cô ta, anh nói thế nào? Ban đầu anh sợ lúc nào cũng tìm em sẽ nghĩ nhiều, sẽ trốn tránh anh. Thế nên đã nghĩ rằng em và Mạnh Lai có quan hệ tốt, thông qua cô ta để tìm em, chắc em sẽ không nghĩ nhiều nữa. Nhưng rồi về sau, càng ngày càng không thể giải thích rõ ràng được nữa. Mạnh Lai, cô ta vốn cũng không yêu anh. Hoặc là nói thứ cô ta yêu không phải con người anh. Cô ta chỉ thích tiền bạc và địa vị. Từ khi cô ta còn rất nhỏ, ba mẹ đã gặp tai nạn qua đời. Cô ta được cô mình nuôi lớn, chịu rất nhiều cực khổ. Cô ta không muốn sống những ngày tháng cực nhọc nữa, mà thứ cô ta muốn vừa hay anh có thể cung cấp cho cô ta. Hai người coi như đều có được thứ mình cần. Sau đó ra nước ngoài, cô ta dần dần phát hiện ra người anh yêu là em. Không biết cô ta đã nói gì với em. Mấy năm đó em hoàn toàn không liên lạc gì với anh. Anh cũng nhẫn nhịn không liên lạc với em. Không biết là đang cố chấp với ai nữa. Đêm Giáng sinh năm đó anh còn nhớ rất rõ. Chúng ta đã 283 ngày không gặp mặt rồi. Anh thật sự không chịu được nữa rồi. Thế là anh lật bài ngửa với cô ta, cho cô ta thứ cô ta muốn. Hai người chia tay trong hòa bình. Tối hôm đó, vốn dĩ anh định nói tất cả mọi chuyện với em, nhưng chúng ta không ngồi lâu như vậy, anh cũng không nói ra được. Đến lúc đó anh mới biết bản thân mình yếu đuối đến mức nào. Hết lần này đến lần khác tự cổ vũ cho bản thân mình, nhưng cứ đến lúc định mở lời thì lại nhụt chí. Chúng ta lớn lên cùng nhau, có nhiều kỷ niệm như thế. Mỗi lần anh nhớ lại, có lúc anh đều tự hỏi chính mình, chắc em cũng thích anh chứ. Nhưng anh lại sợ mình suy nghĩ quá nhiều. Anh biết em không thích ai sẽ trốn người đó thật xa. Anh không dám nói với người khác,
anh sợ nói ra rồi sẽ có một ngày truyền đến tai em. Một bí mật bản thân anh còn không giữ nổi, sao còn mong người khác giữ được chứ? Một chữ anh cũng không dám nhắc đến. Anh tự hỏi mình hết lần này đến lần khác, em cũng không thích anh chứ? Có chăng chỉ thích anh một chút thôi cũng được, nhưng chưa bao giờ anh dám hỏi em. Giang Thanh Trác quay đầu lại mỉm cười với cô, trầm tĩnh ôn hòa, có sự suy sụp của lần đầu chữa được bệnh nan y. Trong ánh mắt dường như còn có chút tuyệt vọng. Còn gì nữa nhỉ? Chắc là hết rồi đấy. Thật ra còn nhiều chuyện lắm, nhưng bây giờ bỗng nhiên anh chẳng nhớ ra chuyện gì cả. Em còn muốn biết chuyện gì? Bao nhiêu tháng ngày như thế, sao anh có thể nói hết được đây? Kiều Lạc Hy vốn vẫn đang yên lặng lắng nghe, bỗng nhiên úp mặt vào chiếc khăn quàng cổ, khóc thút thít. Giang Thành Trác cảm nhận rõ rệt có một nơi trong trái tim dường như có thứ gì đó nhẹ nhàng rời xa anh. Nỗi đau nhẹ nhàng nhưng triền miên không ngớt đó cứ quấn chặt lấy anh, giày vò anh. Giọng nói của anh rõ ràng đang run lên nhưng vẫn gắng gượng mỉm cười. Anh làm em sợ lắm phải không? Kiều Lạc Hy khóc dưng dức, lắc đầu rất mạnh. Giang Thành Trác thấy cô khóc nức lên, bèn đưa khăn giấy để dỗ dành. Đừng khóc nữa, lát nữa em quay về với bộ dạng này, để anh trai em nhìn thấy, anh ấy sẽ đánh anh chết mất. Anh mới xuất viện vẫn còn yếu lắm, không chịu được đòn đâu. Kiều Lạc Hy sụt xịt mũi, dần dần lau nước mắt. Trong lòng dường như có rất nhiều điều muốn nói với anh, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Giang Thành Trác sợ rằng còn ngồi đó tiếp cô sẽ cảm lạnh, lại cũng thấy cô không còn khóc nữa, liền đứng dậy, cố làm ra vẻ thoải mái nói: Được rồi, chúng ta quay về, còn không về họ sẽ lo lắng đấy. Nói xong liền quay người đi về phía trước, nụ cười trên môi dần dần không giữ nổi nữa, khóe mắt bỗng dưng ửng đỏ. Lạc Hy, anh biết qua đêm nay e là chúng ta sẽ không bao giờ có thể ngồi cạnh nói chuyện với nhau nữa. Qua đêm nay e rằng anh thật sự chỉ có thể làm anh trai của em thôi. Kiều Lạc Hy từ từ ngẩng đầu lên, đứng sau lưng anh, giọng nói lạc đi vì khóc quá nhiều. Giang Thanh Trác, anh là đồ khốn khiếp, anh chỉ giỏi bắt nạt em thôi. Mọi người ai cũng bắt nạt em, Mạnh Lai bắt nạt em, Bạch Tân Tân bắt nạt em, đến anh cũng bắt nạt em. Từ nhỏ anh đã chuyên bắt nạt em rồi. Giang Thanh Trác, anh đừng có cậy em thích anh. Kiều Lạc Hy nói năng lộn xộn, những giọt nước mắt khó khăn lắm mới không rơi xuống giờ lại tuôn trào như mưa. Bước chân của Giang Thanh Trác lập tức sững lại, quay đầu mạnh mẽ, bước nhanh đến ngồi bên cạnh cô, hỏi với tâm trạng có chút mất kiềm chế: Em nói gì cơ? Kiều Lạc Hy chỉ lo khóc, chẳng nói được gì. Lúc đó cô còn nhỏ không hiểu chuyện, anh tuổi trẻ ngông cuồng. Hôm đó cô đi tìm Giang Thanh Trác, ở một góc của dãy phòng học, đã nghe thấy anh nói chuyện với người khác. Này, có phải Kiều Lạc Hy thích cậu không? Sao đối xử tốt với cậu như vậy? Cô nghe thấy câu nói này thì tim cứ đập thình thịch. Cô chột dạ, đến việc sau đó Giang Thanh Trác nói gì cô còn chưa nghe thấy đã bỏ chạy. Ai ngờ buổi chiều Giang Thanh Trác bèn đến hỏi dò cô, hỏi cô thích mẫu con trai nào. Cô nói bừa vài câu rồi đuổi anh đi. Ai ngờ vài hôm sau anh lại đút bức thư tình vào trong tay cô. Buổi tối hôm đó cô nằm trên giường ôm lấy đèn pin đọc cả đêm. Hy vọng biết bao đây là thật, hy vọng biết bao bức thư này thực sự là của anh viết cho cô. Nhưng nét chữ đó rõ ràng không phải của anh, mà là của Diệp Tử Nam. Bọn họ từ nhỏ đã học cùng nhau viết bút lông, là nét chữ của họ viết rõ vô cùng. Nguồn gốc của bức thư tình này chắc là kết quả của mấy tên con trai vô vị. Một người này ý tưởng, một người trình bày, một người chép lại, còn cô lại trở thành kẻ bị đùa cợt. Thật là đáng thương. Một mặt cô vô cùng tức giận, mặt khác lại chột dạ. Tại sao họ cứ nhất quyết phải trêu chọc cô? Có phải phát hiện ra cô thích anh rồi không? Vậy thì sau này cô biết phải đối mặt với anh ra sao? Bất giác cô đã ôm mấy tờ giấy đó ngủ cả đêm. Hôm sau rõ ràng cô chẳng còn chút sức lực gì, ngoài mặt mạnh mẽ nộ khí bừng bừng, xông đến ném bức thư về phía anh. Quả nhiên anh đã đến xin lỗi, nói tất cả chỉ là trò đùa thôi. Quả nhiên mọi chuyện đều giống như cô dự đoán.
cô cảm thấy hụt hẫng. Vậy mà anh còn đùa đùa cợt cợt hỏi cô đã thích ai chưa? Hỏi cô thích mẫu người như Diệp Tử Nam hay như Thi Thần? Kiều Lạc Hy bực bội trong lòng, liền nói Diệp Tử Nam tốt cái này, tốt cái kia. Vốn dĩ định đuổi anh đi, không ngờ anh còn xúi cô viết thư tình. Lúc đó cô đã biết đáp án của anh rồi, anh không thích cô. Nếu không một người con trai sao lại cổ vũ con gái người mình thích viết thư tình cho người con trai khác chứ? Cô thất vọng tột cùng, liền tùy tiện copy ở một chỗ khác một bức rồi vứt cho anh. Anh còn thẳng thắn bảo đảm nhất định sẽ đích thân chuyển đến tay Diệp Tử Nam. Anh càng như vậy, trong lòng cô càng khó chịu, từ đó không bao giờ dám nghĩ nhiều nữa. Kiều Lạc Hy nói không ngừng, Giang Thanh Trác cũng ngây người ra. Hóa ra tất cả mọi chuyện đều là những hiểu lầm ngẫu nhiên, vì chúng họ đã lỡ mất bao nhiêu năm tháng. Có ai đang mỉm cười sung sướng như tớ bây giờ không nhỉ? Sướng quá đi mắt. Cuối cùng thì có vẻ chuyện tình lắm ngóc ngách của cô tiểu thư chanh chua và chàng công tử hào hoa lãng tử đang có tiến triển tốt đẹp rồi. Ôi chàng và nàng ơi, chơi đùa thế là đủ rồi. Về với đội của nhau đi chứ còn chần chừ gì nữa. Đã yêu bỏ xừ đi rồi lại còn điệu cơ. Đấy, do cứ thích mà không dám nhích nên mới phải chờ nhau lâu ơi là lâu, rồi lại tí nữa bỏ qua mất nhau. Yêu ấy mà, đừng có chậm chân để rồi có tiểu tam tiểu tứ nào đó đến nẫng mất tay trên thì khổ lắm. Còn bây giờ thì phải nói lời chia tay với mọi người rồi, buồn quá đi mất. Nhưng mà bonus cho mọi người là bom lớn sắp nổ rồi, người người nhà nhà chuẩn bị tinh thần đi nhá. See ya. Sâu thẳm trong mắt em là ánh mắt của anh, nhìn em âu yếm những rung động trái tim yêu mến. Qua đêm nay hai ta sẽ chung sống suốt đời, phải không em ơi? Anh ngưỡng mong lâu lắm rồi. Suốt đời và mãi mãi chúng ta khắc tên mình với nhau, để rồi mai về sau sáng lấp lánh dù cho thế nào. Nơi hoàng hôn thơ mộng là thu giới, sóng gió sẽ về với mây ngàn. Dậy đi yêu thương, ta hãy khép mi nỗi buồn. Sâu thẳm trong mắt em là ánh mắt của anh, nhìn em âu yếm những rung động trái. Sẽ chung sống suốt đời, phải không em ơi? Anh ước mong lâu lắm rồi. Suốt đời và mãi mãi chúng ta khắc tên mình với nhau, để rồi mai về sau sáng lấp lánh dù cho thế nào. Giữa mây trời,
sinh ra chúng ta thành đôi rất hoang sơ và thật nên thơ, rất hoang sơ và thật.